Hà Liên xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay là thứ năm ngày 30 tháng 3 năm 2017. Đến với chương trình Good Morning Washington DC sáng hôm nay, Hà Liên xin kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Trong phần 2 là cuộc phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về sinh hoạt 30 tháng 4 năm 2017 tại Hoa Thịnh Đốn do ông Trần Quang Dục thực hiện. Để mở đầu, Hà Liên xin kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng trong ngày. Đảng Cộng Hòa tìm kiếm giải pháp để chính phủ không bị ngưng hoạt động. Vì thất bại trong kế hoạch hủy bỏ bảo hiểm y tế Obamacare, các lãnh đạo của đảng Cộng Hòa đang nghiên cứu các giải pháp để có thể tránh một cuộc chiến ngân sách với đảng Dân Chủ, có thể gây ra nguy cơ chính phủ không đủ ngân sách để hoạt động và một lần nữa phải đóng cửa. Các lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện cho biết họ sẽ bỏ qua một yêu cầu của Tổng thống Trump về một dự luật bổ sung quân sự hiện đang gây tranh cãi, bao gồm ngân khoản tài trợ để bắt đầu xây dựng bức tường dọc theo biên giới với Mexico. Phát biểu tại một cuộc họp báo theo yêu cầu của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, Chủ tịch khối đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Roy Bloom cho biết dự luật bổ sung có thể sẽ được xét vào một thời điểm sau. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện, Dân biểu Paul Ryan, hôm thứ Ba đang tìm cách tránh những bẫy mình chính trị bằng cách loại bỏ ngân sách tài trợ cho tổ chức Planned Parenthood, một dịch vụ chăm sóc cho những phụ nữ phá thai trong dự luật chi tiêu ngân sách trong năm tài chánh 2018 cần phải được thông qua vào ngày 28 tháng 4 tới đây. Chủ tịch Hạ viện cho biết, ông muốn lấy lại ngân khoản tài trợ cho Planned Parenthood, vốn đã được tài trợ một cách ưu đãi và được bảo vệ từ lâu nay thông qua một tiến trình về thủ tục chuẩn chi ngân sách, đặc biệt qua một cuộc bỏ phiếu tại thượng viện, vốn chỉ đòi hỏi 51 phiếu bầu để thông qua tại thượng viện. Ông Paul Ryan nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi nghĩ rằng sự hợp tác để hòa giải là công việc chính, bởi vì điều đó đã được pháp luật cho phép." Ý ông muốn đề cập đến việc các nhà lãnh đạo thượng viện vẫn áp dụng thủ tục này để cố gắng vượt qua dự luật về y tế. Ông nói thêm, hòa giải là con đường để đi tới. Các tín hiệu từ Hạ viện và Thượng viện cho thấy những nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa đang nhận thức một điều thực tế rằng họ không thể thông qua dự luật ngân sách rất quan trọng này bằng chính đảng của họ. Một số những nhân vật bảo thủ vẫn nhấn mạnh rằng đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục đưa ngân sách để xây bức tường biên giới và ngân sách cho tổ chức Planned Parenthood vào trong dự luật. Nhưng các đảng viên cộng hòa khác cảnh cáo, sau khi thất bại về dự luật chăm sóc y tế, cho rằng các vị dân cử bảo thủ trong nhóm Freedom Caucus sẽ tẩy chay, như họ đã làm trong cuộc tranh luận về chăm sóc sức khỏe và kết thúc sẽ là sự chống đối dự luật ngân sách để tài trợ cho kinh phí xây dựng bức tường biên giới cho dù các khoản nhượng bộ được thực hiện. Để giữ cho một số ít các cơ quan của chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động có thể là một điều mà đảng Cộng Hòa có thể mong đợi sự trợ giúp của đảng Dân Chủ. Ngoài ra, nhiều nghị sĩ và dân biểu khác lại rất hăng hái chống lại chương trình nghị sự của đảng Cộng Hòa. Dân biểu Chris Collins, một đồng minh của Tổng thống Trump nói, tôi tin rằng họ sẽ làm điều đó để giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động và ngăn cản chúng tôi giải quyết vấn đề trần nợ, thâm thủng ngân sách. Hai vấn đề này tôi thấy họ đang làm việc với chúng tôi. Ông nói thêm, nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ có những dân biểu Cộng hòa trong nhóm Freedom Caucus sẽ không hậu thuẫn như là một điều thực tế mà chúng ta không nhận ra. Lo ngại về việc chính phủ ngưng hoạt động có thể xảy ra tại Quốc hội sau khi các dân biểu bảo thủ và trung lập của đảng Cộng hòa đã chống lại luật bãi bỏ và thay thế Obamacare, một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump. Sự thất bại về dự luật đã nêu ra những câu hỏi về khả năng của các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa về dự thảo ngân sách quốc gia cho năm tài chánh mới trước khi mà ngân sách của chính phủ liên bang hết hạn. Thượng nghị sĩ John McCain nói, vâng, tôi lo lắng. Với các phóng viên, khi được hỏi về việc chính phủ có thể ngừng hoạt động, đảng Cộng Hòa cũng rất băn khoăn vì rằng chỉ trong vài tháng sau khi nhậm chức trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump mà chính phủ đã bị ngưng hoạt động, họ cũng đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông Trump và những chia rẽ trong cuộc bầu cử giữa kỳ của năm 2018 sắp tới. Dân biểu Tom Cole, thành viên cao cấp của Ủy ban phân phối ngân sách Hạ viện nói: "Chuyện chính phủ ngừng hoạt động của chính phủ của Đảng Cộng hòa và Quốc hội của Đảng Cộng hòa không phải là một lựa chọn. Ngay cả dân biểu Trent Phan, một thành viên của nhóm bảo thủ tại Hạ viện là Freedom Caucus và là kẻ thù khốc liệt của quyền phá thai, đã thừa nhận những nỗ lực nhằm cắt ngân khoản cho tổ chức Planned Parenthood." sẽ không vượt qua được ở thượng viện vì các thượng nghị sĩ dân chủ sẽ áp dụng chiến thuật ngâm tôm filibuster. Thượng nghị sĩ France nói, chúng ta sẽ gặp tình trạng thách thức với các quy định của thượng viện. Đề nghị ngân sách của Tổng thống Trump để trình lên quốc hội trong tháng này bao gồm một yêu cầu bổ sung cho 30 tỷ mỹ kim trong quỹ phòng vệ khẩn cấp và 3 tỷ mỹ kim để bắt đầu xây dựng bức tường biên giới và thắt chặt an ninh quốc gia. Thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ là ông Dick Durbin dự đoán rằng đảng Cộng Hòa sẽ đổ lỗi cho việc chính phủ ngưng hoạt động vì họ kiểm soát tòa bạch ốc và cả lưỡng viện của quốc hội. Tổng thống Trump cần 1 tỷ 500 triệu Mỹ Kim để bắt đầu xây dựng tường đang bị bế tắc ở quốc hội Lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump yêu cầu cung cấp 1 tỷ 500 triệu Mỹ Kim năm nay để giúp xây dựng bức tường dọc theo biên giới với Mexico có thể bị lâm nguy vì các vị dân cử Cộng hòa trong quốc hội tính toán trì hoãn quyết định. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roy Bloom, một thành viên của hàng lãnh đạo đảng, nói với báo chí hôm qua là tiền cho bức tường có thể sẽ không được đưa vào dự luật chủng chi vốn phải được thông qua vào ngày 28 tháng 4, nếu không thì chính phủ liên bang sẽ bị đóng cửa khi ngân sách hết hạn. ông Blum nói những chuẩn chỉ phải có đã kết hợp tốt hơn nếu không có yêu cầu thêm của tổng thống về tường biên giới và các chương trình quân sự và có thể sẽ xét đến những điều này sau đó. phe dân chủ đe dọa sẽ chặn dự luật cung cấp tiền cho các cơ quan liên bang từ 29 tháng 4 đến 30 tháng 9 chấm dứt năm tài chính này. Nếu tiền cho bức tường được cho thêm vào ngân sách, họ đã chống lại điều mà vốn là hứa hẹn lớn nhất của Tổng thống khi vận động tranh cử. Nói là nó đã quá tệ trong khi thảo kế hoạch và rằng có những an ninh biên giới khác đã được xây dựng hay đang được tính đến. Khi tranh cử, ứng cử viên Trump hứa là sẽ xây dựng tường và Mexico sẽ trả tiền. Chính phủ Mexico nói là họ sẽ không bao giờ trả tiền. Sáng kiến này cũng bị chống cự trong số Cộng hòa, kể cả một số các vị dân cử đại diện cho các thành phố biên giới. Chính phủ liên bang sẽ phải mua đất ở một số địa điểm để xây tường, vốn sẽ làm cho chi phí tăng vọt. Dự đoán của Reuters là bức tường sẽ tốn đới 21 tỷ thay vì 12 tỷ mà Tổng thống nhắc tới. Để đạt được đủ 60 phiếu cần thiết thông qua luật ngân sách, chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã bỏ bớt một điều gây tranh cãi, đó là việc cắt trợ cấp liên bang cho Plan Parenthood, một tổ chức chăm sóc cho sức khỏe phụ nữ. Ông bảo điều khoản này tốt hơn nên đặt vào nơi khác thay vì ở dự luật ngân sách. Bên dân chủ đã cương quyết sẽ chặn luật ngân sách nếu bao gồm điều cắt trợ cấp cho chương trình Plan Parenthood.